Xin vâng, chào mừng quý chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Doji. Ngày hôm nay thì nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị các sản phẩm quần kaki, toàn bộ đều là hàng mới về. Các mặt hàng ngày hôm nay có độ mới cao và rất là chất lượng, nên là hy vọng quý chị có thể xem hết phiên live ngày hôm nay để lựa cho mình những cái sản phẩm mà các bác chúng ta yêu thích. Đồng giá các sản phẩm là 250k trên một sản phẩm bất kỳ và toàn bộ sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0377 707 398 để nhà sành Doji tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Doji là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Dạ vâng, sản phẩm đầu tiên nhà sành Doji giới thiệu đến quý chị em này là một sản phẩm quần kaki tông màu trắng, thiết kế là form dáng suông ống tương đối rộng rãi này, và về chất liệu thì nó sẽ là chất vải dày dặn, hàng không có giãn. Mã sản phẩm của mình là K352, với chiều dài là 108, bụng là 80, đùi là 32 và ống là 21. Size của chiếc này sẽ là size 30 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Và toàn bộ các sản phẩm ngày hôm nay thì size sẽ là nhỏ hơn hoặc là bằng size 32. Quý chị chúng ta mặc quần từ size 32 đổ xuống là các bác sẽ lựa được rất là nhiều các cái sản phẩm đẹp trong phiên live ngày hôm nay. Em này của mình có mã là K352 này, dành cho các bác chúng ta thường mặc quần size 30. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một thiết kế quần kaki với tông màu nâu nhạt. Sản phẩm này của mình cũng là một con quần form dáng suông. Em này thì mặc lên cái form dáng nó cũng tương đối là gọn gàng. Và về mã sản phẩm thì sẽ là K351, chiều dài là 108, bụng sẽ là 78, đùi là 30 và ống là 19. Size của sản phẩm sẽ là size 29. Đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Cho quý chị chúng ta coi tag mark này, toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết, nên là quý chị chúng ta cứ yên tâm lựa chọn. Và Uniqlo thì là cũng là một cái thương hiệu thời trang rất là có tên tuổi của Nhật Bản, nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta lựa chọn các sản phẩm đến từ cái thương hiệu này. Sản phẩm này của mình thì sẽ là một con quần chất kaki dày dặn này. Quý chị coi trên live thôi đã thấy form dáng sản phẩm lên rất là đẹp rồi. Và em này màu sắc thì cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Thiết kế là có hai túi chéo ở mặt đằng trước và mặt đằng sau này sẽ là túi vuông để cho các bác có thể là đựng ví, tiền, điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã sản phẩm của mình là K351. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một thiết kế quần với tông màu nâu. Chiếc này mặc rất là tây mà mặc rất là sang luôn. Mã sản phẩm thì sẽ là K353, chiều dài là 100, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19. Chiếc này cũng là size 32 và đây cũng là một con quần của Uniqlo luôn. Các sản phẩm ngày hôm nay kiện Nhật nên là có rất là nhiều các cái mặt hàng đến từ các cái thương hiệu của Nhật Bản. Về sản phẩm này thì sẽ là một thiết kế với form dáng ôm. Em này thì sẽ phù hợp để các bác chúng ta mặc đi làm, đặc biệt là các bác chúng ta làm việc công sở thì chiếc này sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý cho mình luôn. Em này các bác phối với cả áo sơ mi, áo polo rất là đẹp này. Mã sản phẩm thì sẽ là K353. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì nó sẽ là một con quần tông màu xanh và mã sản phẩm là K354, chiều dài là 97, bụng là 78, đùi là 27 và ống là 21. Chiếc này sẽ là size 29 cho các bác chúng ta lựa chọn. Quý chị nào yêu thích những sản phẩm quần mặc lên nó trẻ trung, nó năng động thì các bác chúng ta lựa chọn cho mình chiếc này. Thiết kế cũng đầy đủ là túi trước túi sau. Mã sản phẩm là K354. Em này cũng là một con quần rất là dễ sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần vải. Bác nào cũng nên có cho mình một con quần vải trong tủ đồ, và đặc biệt là một con quần vải tông màu đen, vì đây là một cái sản phẩm cực kỳ đa dễ năng luôn. Đi đâu các bác cũng có thể sử dụng được, mà thứ hai nữa là mình còn có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Sản phẩm này của mình thì sẽ có mã là K355, chiều dài là 93, bụng là 70-82, đùi là 33 và ống là 17. Với sản phẩm này thì quý chị chúng ta mặc quần size nhỏ hơn size 31, từ size 31 đổ xuống là các bác đều có thể mặc vừa. Em này cũng là một con quần của Nhật, đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Gu. Gu thì nó cũng tựa như là cái thương hiệu Uniqlo thôi, thế là các bác cứ yên tâm. Những cái mặt hàng của Gu thì chất liệu cũng vẫn rất là đẹp. Em này thì chất vải dày dặn là rất là mềm mịn luôn. Cam kết với quý chị các bác nhận hàng em này về các bác sẽ rất là ưng ý sản phẩm. Mã sản phẩm của mình là K355. Tiếp theo này mình cùng đến với một con quần tông màu ghi. Chiếc này nó là ghi đậm, cái tông màu này thì cũng rất dễ
để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là K356, chiều dài là 96, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 18. Và size của sản phẩm thì sẽ là size 31 này. Một con quần thiết kế cơ bản basic để quý chị có thể lựa chọn mình sử dụng mặc đi làm hàng ngày. Còn riêng về chất liệu, các bác yên tâm, nhà sành Đồ Xịn bao chất cho mình toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay, chất rất là đẹp. Hàng vừa về, nhà sành Đồ Xịn cũng đã tuyển chọn này, kiểm tra rất là kỹ trước khi mà lên live cho quý chị rồi. Em này của mình thì sẽ có mã là K356. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một con quần chất kaki cực kỳ dày dặn luôn. Em này form dáng các bác coi trên live đã rất là ưng ý rồi. Cái sản phẩm của mình thì nó sẽ là full đen màu, và mã của sản phẩm thì sẽ là K357, chiều dài là 92, bụng là 72, đùi là 29 và ống là 18. Size của chiếc này thì sẽ là size 26 này. Bác nào mặc size 26 nhanh tay chốt đơn cho mình hôm nay. Đây cũng là một trong những cái con quần rất là xịn sò trong phiên live ngày hôm nay. Toàn bộ tag mark đầy đủ về, các bác có thể là kiểm tra thoải mái luôn. Hai bên thì cũng là thiết kế túi chéo này, và cái đằng sau của mình thì sẽ là túi vuông để các bác có thể là đựng ví, tiền, điện thoại. Mã sản phẩm là K357. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với một sản phẩm quần chất kaki với thiết kế là tông màu ghi. Em này của mình là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Morgan. Và sản phẩm này về mặt form dáng sẽ là một con quần form ô. Mã sản phẩm là K358, chiều dài là 101, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 16. Size của chiếc này là size 28 cho các bác chúng ta lựa chọn. Độ mới thì cực kỳ cao luôn. Cái màu này thì vừa trẻ mà vừa dễ để các bác có thể là phối đồ chung với các cái sản phẩm khác nhau. Tiếp theo này chúng ta cùng đến với một con quần tông màu ghi. Em này thì cũng là một cái tông màu ghi nhưng mà nó sẽ hơi thiên một chút sang cái tông màu nâu. Nói chung là cái màu sắc thì các bác coi trên live như nào, bên ngoài sản phẩm của mình nó y hệt như vậy luôn, không có quá nhiều sự khác biệt này. Sản phẩm này thì sẽ có mã là K359, chiều dài là 99, bụng là 80, đùi là 32 và ống là 22. Size của chiếc này sẽ là size 30 và đây là một thiết kế chính hãng của thương hiệu Uniqlo. Đấy, tem mác, tag mác sẽ là ở mặt trong của quần. Về các bác chúng ta coi kỹ một chút là chúng ta sẽ thấy thôi. Đó, và mã sản phẩm là K359. Em này là thiết kế form suông ống đứng này. Có một con quần rất chất rất là mới. Chất liệu thì là chất kaki cực kỳ dày dặn, hàng không có giãn này. Cái chất liệu này rất là bền để các bác có thể sử dụng được lâu dài. Tiếp theo này chúng ta sẽ đến với một con quần với thiết kế là tông màu ghi. Em này cũng rất là đẹp luôn. Chiếc này thì sẽ là thiết kế form suông ống rộng. Mã sản phẩm là K360, chiều dài là 100, bụng là 76, đùi là 32 và ống là 19. Size của chiếc này là size 28 và đây cũng là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo của Nhật Bản này. Cái thương hiệu này thì có lẽ là quá quen thuộc với quý anh chị rồi. Nhà sành Đồ Xịn cũng đã rất nhiều lần giới thiệu thương hiệu Uniqlo đến tới quý anh chị. Đó, và em này của mình sẽ có mã là K360. Bác nào yêu thích này cũng như vừa vặn với size 28 hay là mình vừa vặn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay là chốt đơn với nhà sành Đồ Xịn. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần cũng là tông tối màu. Em này sẽ là tông màu nâu đậm. Mã sản phẩm của mình là K361, chiều dài là 98, xin lỗi quý anh chị, chiều dài là 89, bụng là 82, đùi là 32 và ống là 18. Size của chiếc này thì sẽ là size 31 cho các bác chúng ta lựa chọn. Đây cũng là một mặt hàng đến từ nhà Uniqlo. Với sản phẩm này thì phần cạp nó sẽ đáp chun ở bên trong nên là khi mà quý anh chị chúng ta mặc lên nó sẽ có cái độ co giãn rất là tốt. Ngoài ra bên trong này vẫn sẽ có dây đai này để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Mã sản phẩm là K361. Bác nào yêu thích các sản phẩm đến từ nhà Uniqlo có thể tham khảo cho mình chiếc này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần chất kaki tông màu nâu bò. Đây là cái tông màu rất là trẻ trung luôn và nó cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm của mình sẽ là K362, chiều dài là 103, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19. Chiếc này thì sẽ là size 32 này. Mọi cái thông số của sản phẩm thì nhà sành Đồ Xịn sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình. Quý chị có thể là chủ động theo dõi để mình lựa ra những cái sản phẩm mà nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Và về sản phẩm này thì form dáng sẽ là form suông. Em này ống đứng thôi, cái form nó không bị quá ôm cũng không quá rộng. Một cái form dáng rất là hợp lý để các bác chúng ta có thể là sử dụng mình mặc hàng ngày. Về chất liệu thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Các sản phẩm ngày hôm nay chất rất là đẹp luôn. Em này thì là hàng không co giãn. Mình cứ yên tâm giặt rũ thoải mái, không lo chất liệu bị bài bị nhão này. Mã sản phẩm là K362, một sản phẩm quần dành cho các bác chúng ta thường mặc size 32 có thể lựa chọn.
Tiếp theo mình đến với một con quần kaki tông màu nâu. Em này có mã là K363, chiều dài sản phẩm là 107, bụng là 84, đùi là 31 và ống là 19. Sản phẩm này sẽ là size 31. Tuy nhiên cái sản phẩm này của mình nó sẽ hơi bị lỗi một chút này. Đây các bác chúng ta có thể thấy nó sẽ lỗi nhỏ thôi, ở hai bên ống quần nó sẽ có những cái lỗi nho nhỏ như vậy. Nên là nhà sành Đồ Si siêu nóng chiếc này luôn là 149k. Nếu như các bác bỏ qua một vài cái lỗi, những cái chi tiết nhỏ của sản phẩm thì các bác cũng có thể lựa chọn em này mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm. Thực ra thì cái lỗi này nó cũng không quá là dễ nhìn thấy đâu, ở nhìn ra không thể biết là lỗi luôn. Mã sản phẩm là K363 C149K cho các bác này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần tông màu nâu. Em này thì sẽ là một thiết kế của Uniqlo. Em với form này nó rất là quen thuộc rồi. Đó, tag mark thì sẽ là ở bên trong nên là các bác cứ yên tâm về cái độ uy tín của sản phẩm. Sản phẩm này của mình có mã là K364, chiều dài là 86, bụng là 82, đùi là 29 và ống là 17. Size của chiếc này sẽ là size 31 này. Còn về mặt form dáng thì này cũng là một con quần form mặc lên khá là ôm. Và với những cái dòng quần kaki như này thì sử dụng rất là bền, và thứ hai nữa là nó cũng là những cái sản phẩm rất là dễ mặc. Các bác đi đâu mình cũng có thể là mặc được này. Mã sản phẩm là K364. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong phiên live ngày hôm nay. Em này thì nó sẽ là một con quần vải tông màu đen, cũng là một trong những cái sản phẩm rất là cần thiết cho các bác trong tủ đồ hàng ngày của mình. Đó, và chiếc này thì sẽ có mã là K365, chiều dài là 91, bụng là 82, đùi là 30 và ống là 16. Size của chiếc này là size 31. Em này thì của thương hiệu Gu này. Như đã giới thiệu với các bác thì Gu nó cũng là một cái thương hiệu thời trang rất là lớn của Nhật Bản. Ngày hôm nay lô là lô quần Nhật, thành ra là các cái sản phẩm đều đến từ các cái thương hiệu của Nhật Bản thôi. Và mã sản phẩm này của mình sẽ là K365. Bác nào đang tìm kiếm một con quần vải đen để mình có thể sử dụng mặc đi làm hàng ngày, có thể là tham khảo cho mình chiếc này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần tông màu ghi. Sản phẩm này có độ mới cực kỳ cao luôn, form suông ống rộng. Mã sản phẩm là K366, chiều dài là 92, bụng là 82, đùi là 32 và ống là 21. Size của chiếc này thì sẽ là size 31 này. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo. Đó, chúng ta lại bắt gặp những sản phẩm đến từ thương hiệu Uniqlo. Chiếc này thì rất là dễ sử dụng. Bác nào mà vừa vặn với thông số của sản phẩm hay là mình vẫn bình thường mình vẫn mặc size quần size 31 thì các bác có thể là lựa chọn cho mình chiếc này. Các bác cứ yên tâm, mặt hàng ngày hôm nay hàng đều là hàng rất là chất lượng. Các bác nhận hàng về mình sẽ rất là ưng ý thôi. Đó, và mã sản phẩm sẽ là K366. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Mình có thêm một con quần vải đen. Em này có mã là K367, chiều dài là 96, bụng là 82, đùi là 32 và ống là 17. Size của quần là size 31 cho bác chúng ta lựa chọn. Em này về mặt form dáng thì sẽ là một con quần form khá là ôm. Và đây cũng là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Với sản phẩm này thì mình sẽ có một cái tag đen chính hãng của Uniqlo. Phần cạp của chiếc này sẽ là thiết kế cạp bo chu này. Nó vẫn sẽ có đầy đủ cúc khóa cho quý anh chị. Em này thì thiết kế nó sẽ là có túi chéo ở hai bên, đằng sau này thì sẽ là túi vuông. Và mã sản phẩm của mình sẽ là K367. Bác nào vừa bắt với thông số của sản phẩm thì có thể chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Thông tin Zalo, số điện thoại nhà sành Đồ Si cũng đã ghim sẵn ở bên trên màn hình để cho các bác chúng ta tiện theo dõi rồi. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong phiên live ngày hôm nay. Em này cũng là một con quần với thiết kế là tông tối màu. Phần cạp là cạp chun co giãn này. Mã sản phẩm là K368, chiều dài là 101, bụng là 82, đùi là 31 và ống là 19. Size của chiếc này sẽ là size 31. Và đây là một thiết kế của nhà Under Armour. Bên trên quần mình có một cái logo thêu của thương hiệu, và bên trên cạp đây nó là tên của thương hiệu này. Mã sản phẩm là K386, một thiết kế chính hãng của nhà Under Armour. Chiếc này mặc form khá là ôm. Tiếp theo chúng ta đến với một con quần tông màu nâu tây. Em này của mình thì các bác mặc hàng ngày ở nhà cũng được luôn, hoặc là mặc đi ra ngoài đi chơi đi làm. Mã sản phẩm sẽ là K369, chiều dài là 95, bụng là 74-80, đùi là 32 và ống là 18. Size của quần là từ size 27 đến size 30, các bác đều có thể mặc vừa. Vì là phần cạp của chiếc này nó là cạp chun co giãn rất là tốt luôn. Bên trong vẫn có dây đai này để cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp. Em này thì chất vải mềm, mặc rất là mát và rất là thích luôn. Mã sản phẩm là K369, thiết kế form dáng là form suông, ống cũng khá là rộng rãi thoải mái này. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần tông màu nâu. Em này của mình có mã là K370, chiều dài là 104, bụng là 82,
32, đùi là 32 và ống là 20. Chiếc này cũng sẽ là size 31 cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Đây là một sản phẩm đến từ nhà Under Armour. Đó, chúng ta có thêm một chiếc nữa của nhà Under Armour. Phần cạp của chiếc này cũng là cạp đáp chun ở bên trong. Và thường những cái thiết kế cạp đáp chun ở bên trong như này, thứ nhất là độ bền của chun nó rất là cao. Thứ hai nữa là cái độ co giãn nó cũng rất là tốt cho quý anh chị luôn. Nên là đây cũng sẽ là một con quần rất là đẹp và xứng đáng để cho các bác chúng ta xuống tiền chúng ta lựa chọn về này. Mã sản phẩm sẽ là K370, độ mới thì chắc chắn là rất cao rồi. Em này thì chất vải mềm, hàng rất là mát và mịn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một con quần tông màu kem. Sản phẩm này của mình có mã là K371, chiều dài là 100, bụng là 78, đùi là 33 và ống là 21. Size của chiếc này thì sẽ là size 29 này. Bác nào thử mặc quần size 29 đang tìm kiếm những cái sản phẩm quần lịch sự nhã nhặn và nó vẫn phải là trẻ trung để mình có thể sử dụng mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm, các bác tham khảo luôn cho mình chiếc này. Một con quần cũng rất là đẹp, mã sản phẩm là K371, chất vải mềm mại, giặt giũ thoải mái luôn, không bao giờ lo chất liệu bị bài bị nhão này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con quần tông màu nâu và em này cái chất của nó cũng rất là đẹp luôn. Nó sẽ là cái kiểu chất nó hơi nhung nhung một chút. Đây các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm là K372, chiều dài là 101, bụng là 82, đùi là 33 và ống là 22. Chiếc này là size 31 này và về mặt form dáng thì em này nó là thiết kế form suông, ống cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Bác nào mà chúng ta thích những cái sản phẩm có màu sắc một chút, trông nó kiểu tây tây, nó kiểu thời trang một chút thì các bác có thể là lựa chọn chiếc này. Mã sản phẩm là K372, độ mới của sản phẩm còn rất là cao. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm quần tông màu nâu. Em này của mình có mã là K373, chiều dài là 98, bụng là 82, đùi là 31 và ống là 19. Size của chiếc này là size 31 và đây cũng là một con quần chính hãng của nhà Uniqlo. Cho quý chị chúng ta coi tag mark để mình yên tâm hơn về cái mặt chất lượng sản phẩm này. Các bác cứ yên tâm, nhà sành đồ si là cam kết với quý chị toàn bộ các mặt hàng đều là hàng chính hãng hết. Em này của mình là thiết kế form dáng suông, chiếc này thì nó là ống đứng, ống không quá ôm cũng không quá rộng, rất là dễ mặc dễ dùng. Mã sản phẩm là K373. Còn về chất liệu thì đây là chất kaki dày dặn, hàng không co giãn này. Các bác cứ yên tâm, với những cái con quần như này các bác chỉ mặc đến khi nào nó cũ thì mình bỏ đi thôi, chứ không bao giờ lo chất liệu của mình bị bay bị nhão hay là quần nó bị hỏng bị rách đâu. Đó là mã sản phẩm của mình là K373. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một con quần tông màu xanh rêu. Chiếc này thì nó sẽ hơi ngả sang màu rêu một chút. Đây cũng là cái tông màu khá là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là K374, chiều dài là 107, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 18. Size của chiếc này là size 32 và em này cũng là một con quần chính hãng của nhà Uniqlo luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về mặt chất lượng cũng như là chất liệu sản phẩm. Chất vải rất là mềm mịn này và cái thiết kế của nó thì cũng cơ bản như những sản phẩm vừa rồi. Mình cũng có thiết kế túi chéo ở hai bên và mặt đằng sau này là túi vuông để cho các bác chúng ta đựng ví tiền điện thoại khi mà đi ra ngoài. Mã sản phẩm là K374, dành cho bác nào thường mặc quần size 32 có thể lựa chọn. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo này. Em này thì là một con quần tông khá là tối màu. Chiếc này nó cũng là tông màu xanh rêu nhưng mà nó là cái tông màu xanh rêu đậm. Mã sản phẩm sẽ là K375, chiều dài là 91, bụng là 80, đùi là 26 và ống là 19. Size chiếc này sẽ là size 30. Bác nào yêu thích sản phẩm này nhanh tay là chốt đơn với nhà sành đồ si để mà các bác chúng ta lựa ra một con quần nó vừa vặn nhất với số đo của cơ thể. Thì quý anh chị có thể là đo đạc lại cho mình các cái sản phẩm quần cũ ở nhà, sau đó các bác chúng ta có thể là ướm lại một lần nữa vào cái phần bảng thông số mà nhà sành đồ si đã cung cấp cho quý chị ở phía bên tay trái màn hình. Như vậy là các bác có thể lựa cho mình những cái sản phẩm quần mà nó rất là vừa vặn luôn. Em này của mình thì có mã là K375 này. Bác nào mặc quần size 30 thì có thể chốt đơn cho mình chiếc này. Toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay đều là những cái thiết kế quần thiết kế cực kỳ tối giản luôn, nên là các bác có thể sử dụng mình mặc hàng ngày đó và mặc đi chơi đi làm đi đâu mình cũng có thể sử dụng được. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần chất kaki với tông màu ghi. Cái tông màu của nó sẽ hơi khói một chút đó, các bác chúng ta coi trên live đã thấy cái màu của mình nó rất là đẹp rồi. Mã sản phẩm là K376, chiều dài là 89, bụng là 78, đùi là 26 và ống là 18.
Size của chiếc này là size 29 này. Đây cũng là một con quần rất là đẹp trong phiên live ngày hôm nay để các bác chúng ta có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày. Và mã thì sẽ là K376. Thông số các bác chúng ta vui lòng coi lại một lần nữa phía bên tay trái màn hình của mình. Em này về mặt form dáng thì nó cũng là một con quần form ống đứng này, ống côn, nó không bị quá ôm cũng không quá rộng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần tông màu ghi. Chiếc này thì nó sẽ là một con quần chất vải mềm này. Đó, và mã sản phẩm là K377. Chiều dài là 90, bụng là 76, đùi là 25 và ống là 16. Size của sản phẩm là size 28 cho các bác chúng ta lựa chọn. Chiếc này phần cạp nó sẽ là cạp chun, cái mặt đằng sau của mình là cạp chun co giãn này. Còn phía đằng trước đây thì cúc là cúc bấm, cúc khóa làm cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ cho quý anh chị chúng ta coi tác mác. Nhà sản xuất sẽ cố gắng show toàn bộ tem mác tác mác để các bác chúng ta yên tâm về cái mặt chất lượng sản phẩm. Mã sản phẩm của mình là K377. Em này về mặt form dáng thì nó sẽ là một con quần form ôm. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần với họa tiết kẻ. Sản phẩm này của mình có mã là K378, với chiều dài là 97, bụng là 76, đùi là 26 và ống là 23. Size của chiếc này thì sẽ là size 28 cho quý chị chúng ta lựa chọn. Đó, các bác có thể là coi cận chất cận màu của sản phẩm luôn. Quý chị nào yêu thích cái họa tiết kẻ thì có thể là lựa chọn cho mình cái chiếc này. Còn về form dáng tem này cũng là một con quần form suông, ống cũng tương đối là rộng rãi này, nó không phải là một cái sản phẩm ôm bó sát đâu, nên là các bác cứ yên tâm là mặc lên vẫn rất là thoải mái, dễ chịu cho mình. Mã K378 em này thì độ mới cực kỳ cao luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần chất kaki dày dặn với tông màu nâu bò. Mã sản phẩm của mình là K379, chiều dài là 96, bụng là 76, đùi là 27 và ống là 17. Chiếc này thì sẽ là size 28 cho các bác chúng ta lựa chọn. Em này thì cực đẹp luôn. Bác nào đang tìm kiếm những cái con quần mà chất lượng tốt, chất vải dày dặn để mình có thể sử dụng được lâu dài và đặc biệt là mình còn mặc đi làm hàng ngày, thì các bác cứ lựa cho mình chiếc này. Vừa trẻ vừa đẹp này, mà cái độ bền của nó lại rất là cao luôn. Về form dáng thì chiếc này nó cũng là cái form ôm, nhưng nó không phải là cái form ôm bó sát đâu. Nó chỉ là một con quần mà các bác mặc lên nó rất là gọn gàng thôi. Đó, và độ mới thì chắc chắn là rất cao rồi. Mã sản phẩm là K379, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Uniqlo. Riêng về các dòng hàng của Uniqlo thì các bác không bao giờ phải lo về mặt chất liệu cũng như là chất lượng sản phẩm. Tuy là những cái sản phẩm của Uniqlo không chạy theo thời trang, nó rất là tối giản thôi, nhưng thứ nhất là tính năng ứng dụng cao, và thứ hai nữa là người ta rất chú trọng về mặt chất liệu sản phẩm, nên những con hàng của Uniqlo bao giờ cái chất lượng của nó cũng rất là đẹp và rất là bền. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến với một sản phẩm quần tông màu trắng. Bác nào thích một con quần tông sáng màu thì có thể tham khảo chiếc này. Em này là của nhà JAP. Chiếc này thì nó là một sản phẩm, là một cái thương hiệu của Mỹ này. Mã sản phẩm là K380, chiều dài là 85, bụng là 82, đùi là 27 và ống là 17. Size của em này thì nó sẽ là size 31. Dành cho bác nào yêu thích tông màu trắng thì các bác có thể lựa chọn. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Sản phẩm này là một thiết kế quần chất kaki tông màu nâu. Em này có mã là K381, chiều dài là 90, bụng là 78, đùi là 25 và ống là 14. Size của sản phẩm là size 29. Đây cũng là một con quần chính hãng đến từ thương hiệu Uniqlo. Ngày hôm nay mình có rất là nhiều các cái sản phẩm đến từ Uniqlo, nên là các bác chúng ta tranh thủ chúng ta lựa chọn luôn, vì đây đều là những cái mặt hàng rất là đẹp. Em này của mình thì sẽ là thiết kế form dáng ôm, chất vải dày dặn này, và cái chất liệu của mình cũng là chất vải không có giãn. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm quần tông màu ghi. Em này của mình sẽ là một thiết kế họa tiết kẻ sọc. Phải lại gần một chút thì các bác chúng ta mới có thể thấy rõ được cận chất cận màu cũng như là các cái họa tiết chi tiết bên trên sản phẩm. Mã sản phẩm là K382, chiều dài là 90, bụng là 82, đùi là 26 và ống là 17. Size của quần sẽ là size 31. Bác nào muốn tìm muốn mặc những cái con quần vải chất dày dặn, hàng đẹp, hàng mềm thì các bác chúng ta lựa chọn cho mình chiếc này. Đây cũng là một sản phẩm chính hãng của Uniqlo luôn. Và em này, cái phần mặt đằng trong của cạp nó sẽ là thiết kế đắp chun, nên là nó sẽ có thêm cái độ co giãn nữa này. Các bác chúng ta mặc nó rất là thoải mái. Mã sản phẩm của mình là mã K382. Chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong phiên live ngày hôm nay. Em này của mình thì sẽ là thiết kế tông màu xanh than này. Mã sản phẩm là K383, chiều dài là 90, bụng là 76, đùi là 28 và ống là 16. Size của chiếc này là size 28, và đây cũng là một thiết kế chính hãng của Uniqlo luôn. Bác nào yêu thích tông màu xanh, những cái tông màu trông nó trẻ trung nổi bật một chút thì đây sẽ là cái sự lựa chọn hợp lý cho mình. Chiếc này cái chất liệu nó không quá dày đâu, nhưng nó lại là cái chất vải rất là mềm. Các bác cứ yên tâm, cái chất này nó cũng cực kỳ đẹp cho mình luôn. Mã sản phẩm là K383. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này màu sắc thì khá là nổi bật này. Lại gần một chút để quý anh chị chúng ta coi cận màu với sản phẩm này.
Và mã của sản phẩm sẽ là K384, chiều dài là 86, bụng là 82, đùi là 28 và ống là 18. Sản phẩm của mình có size là size 31. Đây cũng là một thiết kế đến từ thương hiệu Uniqlo. Và về mặt form dáng, em này là thiết kế form suông, ống thì cũng khá là rộng rãi thoải mái này. Quý chị nào chúng ta thích những con quần có màu sắc một chút thì các bác tham khảo cho mình chiếc này. Mã sản phẩm là K384. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, em này rất là đẹp luôn. Và vì là quý chị nào chúng ta yêu thích các sản phẩm quần jean thì nhanh tay chốt đơn cho mình sản phẩm này. Mã sản phẩm là K385, chiều dài là 95, bụng là 80, đùi là 30 và ống là 18. Size của chiếc này là size 30, cũng là một trong những cái sản phẩm đến từ nhà Uniqlo này. Chất vải jean dày dặn và nó cũng là hàng không co giãn. Có lẽ là sẽ phải lại gần một lần nữa để các bác chúng ta coi kỹ hơn cận chất cận màu này và các cái chi tiết mặt trước mặt sau của sản phẩm. Em này thì thiết kế túi chéo ở hai bên, mặt đằng sau này thì sẽ là túi vuông này. Chất vải thì rất là dày dặn. Cam kết với quý anh chị là mình nhận hàng về các bác sẽ rất là ưng ý cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là K385 và độ mới của chiếc này thì còn rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một thiết kế quần kaki tông màu ghi đậm. Mã sản phẩm là K386, chiều dài là 98, bụng là 82, đùi là 32 và ống là 21. Size của sản phẩm sẽ là size 31 cho quý anh chị chúng ta lựa chọn. Một con quần chính hãng của nhà Uniqlo, tag mark thì sẽ nằm ở mặt đằng trong. Đó, về các bác chúng ta check lại thoải mái luôn nhỉ. Sành Đồ Si cam kết toàn bộ các sản phẩm đều là hàng chính hãng hết. Em này của mình thì sẽ là thiết kế form suông, ống rộng, chất vải kaki dày dặn và là hàng không co giãn. Một sản phẩm cực kỳ chất lượng trong phiên làng ngày hôm nay. Các bác nào chúng ta thường mặc quần size 31 thì nhanh tay chốt đơn cho mình hôm nay. Mã K386. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, mình có một con quần vải tông màu xanh than. Mã sản phẩm là K387, chiều dài là 88, bụng là 80-84, đùi là 27 và ống là từ 15-17cm. Với sản phẩm này thì quý chị mặc quần size từ 30-32 là có thể mặc vừa. Em này thì nó sẽ là cái kiểu quần jogger, nó sẽ là thiết kế có bo chun ở phần gống này, mặc lên vừa gọn gàng mà nó có độ co giãn thì các bác chúng ta mặc nó cũng rất là thoải mái thôi. Mã sản phẩm là K387, đây cũng là một sản phẩm chính hãng đến từ nhà Uniqlo. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, đây là một thiết kế quần vải tông màu xanh than. Em này tông khá là tối màu. Mã sản phẩm là K388, chiều dài là 99, bụng là 84, đùi là 29 và ống là 19. Size của chiếc này là size 32 và rất là quen thuộc rồi, đây cũng là một thiết kế đến từ Uniqlo luôn. Chất vải mềm mại này, bác nào muốn mặc những con quần vải chất mềm thì có thể là lựa chọn cho mình chiếc này. Chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong phiên live ngày hôm nay. Em này là một con quần tông màu xanh. Chiếc này thì mặc cũng rất là trẻ và cũng là một cái tông màu rất dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mã sản phẩm là K389, chiều dài là 91, bụng là 84, đùi là 28 và ống là 17. Size của chiếc này sẽ là size 32 cho các bác chúng ta lựa chọn. Một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Ngày hôm nay các mặt hàng đại đa số là đến từ nhà Uniqlo này. Em này của mình cái cạp sẽ là cạp đáp chun ở bên trong. Đó, và nó sẽ có dây đai để cho quý chị chúng ta tự do điều chỉnh phần cạp. Độ mới thì rất là cao và chất liệu của mình sẽ là chất kaki dày dặn, hàng không co giãn. Mã sản phẩm là K389. Đây là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà Sành Đồ Si xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý chị ở những phiên live tiếp theo.